Đây, nay ngày già đây. Nay thì giới thiệu với tất cả mọi người là ong đầu vụ khi chúng ta chuẩn bị cho đàn ong mà nó đã đông quân rồi nhá. Đông quân và xây cầu vuông thì chúng ta sẽ dùng đàn hai cầu cho xây lên ba. Như đàn này là đàn xây chủ công từ 2 lên 3. À. Đàn ong mà khi mà nó đã vuông cầu này này. Đấy, vuông cầu nhộng nhiều phấn tự nhiên có nhá. Đấy. Là chúng ta phải cho ăn. Cầu giờ trong cái thời gian mới này là cái cầu hai bên góc này là đều vuông thành chắc cạnh, nó phải cây vuông này nhá, chấm dưới đất. Đấy. Ong thợ đông quân mà chúng ta cho ăn kích thích vào ấy thì nó ăn nó mới nuôi được cái số lượng nhộng nó vít kín như thế này. Khi có lớp cơm thứ nhất thì chúng ta là phải cho xây, xây xong rồi chúng ta sẽ ong về mùa này thì giờ xây đến đâu nó đẻ đấy rồi. Đấy. Khi đàn ong đủ đông quân là nó sẽ xây cầu này. Xây là phải cho ăn nhé. Giờ nó mới kéo mật lên thì cái lượng mật bao giờ là nó cũng phải dư giả nhé. Trên này nó phải có nhé. Cái đẻ này. Đẻ rồi. Nói chung là xây thế này là nhanh. Ong nó cứ phải no mỡ nhé, còn ong mà nó cứ xeo 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 đấy là ong đói quần. Nhớ mùa này phải dùng thước đấy. Xây chủ công thì chúng ta là phải xây có mật vít nắp như cái cầu trong kia đấy, xong rồi cho ấy vào. Thước này là chỉ để không phải 7 ly thôi nhé, dùng được một cái tre đoạn thẳng tưng đấy, rất dễ đấy. Đây cũng từ ong 2 mà lên 3. Đây cũng đang xây để nhân chia này. Này bác toàn cũng đẩy đi. Nó không có nguồn gì này. Không. Đấy, đàn ong khỏe thì đầu vụ là nó có tư tưởng nó xây có phấn là nó xây tay mèo kìa. Đấy. Nguồn ghét. Vuông đẹp. Đây là đang cơi lỗ ong đực này. Lỗ này là lỗ ong đực này. Nhưng mà hình như nó chưa đẻ. Anh quay 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 cái miếng tai mèo này xem. Chưa, đây đây là mới xây để nhét phấn nhét mật. Nhét phấn nhét mật nhưng mà ong là vẫn chưa chưa xây. Cái này phải kích mạnh nữa vào thì mình nó mới xây. Xây là có hai kiểu nhé, một kiểu là ví dụ đàn 2 mà lên 3 như thế này để nguyên, còn xây mà cho những cái đàn ấy thì chúng ta xây chủ công dùng đàn này. Đấy. Anh cho nằm ra đấy, bắt đầu thì anh dựng cầu lên đấy, thì cái lượng mật này nó phải vít nắp nhé. Đấy. Nó phải nhiều mật chứ không nhiều mật không. Ong chúa giờ nó bắt đầu đẻ này đấy. Giờ nó xây đến đâu nó đẻ ăn đấy. Mà trong thời gian ong chúa đẻ cái cầu mới này là chúng ta phải cho ăn kích thích liên tục khi bao giờ nhộng vít nắp được mới thôi. Thế mà thích xây chủ công cho những cái đàn khác đấy. Quân là phải mạnh, tai mèo thế kia là không đơn giản nhé. Về mùa này là chúng ta đừng có theo ông chúa vào đây tiếp cái đàn này nữa.
trên một cầu vào cái là nó giãn quân ra ngay. Về mùa mật thì chúng ta có mật vít trong này, chúng ta ăn cướp của nó. Giờ chưa đến mùa mật thì chúng ta là phải cho ăn vít nắp giả nó, mà nó có nhiên vụ nó kéo lên vuông cái này là đẹp rồi. Mà trong cái thời gian xây là phải cho ăn cực tốt, nhưng mà cho ăn không tốt đây phấn nhiều này, phấn giờ nó không quan trọng rồi. Đây chưa mất một cân phấn nào cả, vẫn chưa cơi ong được, ba đàn rồi mà chưa cơi ong được. Đấy. Nhớ về mùa này là phải đặt thước các bạn. Đấy. Đây toàn bộ ong 2 lên 3 này, đặt tới này cho xây tiếp này. Nhưng mà dưới đồng bằng mà không cho ăn là nó không thể xây nhanh được nhé, phải cho ăn. Con ong chúa này cũng chưa tốt lắm. Tốt không bao giờ nó đổ phấn linh tinh như thế được. Mình cho ăn là cái nguồn nó dài, không chỗ đỏ nó đỏ là thế. Bước ba tuổi này là chút. Ong đầu vụ thì bao giờ là nó lên cũng cứ xây cầu, bao giờ là xây cầu ong thợ. Mà nếu mà cái đàn này mà xây cầu chủ công thì cầu thứ nhất, cầu thứ hai, sang cầu thứ ba là bắt đầu là con được. Chúng ta nhớ này, lấy cầu này đi này, xong lại xây tiếp cầu nữa này. Xây cầu thứ ba là con được. Đó. Đấy, qua vụ vượt hè là chỉ để ong 2 thôi. Nhưng mà ở đây là nó không bị sập. Đàn ong giữ được nó hồi nhanh lắm, phải giữ quân đông. Đấy, ong đẻ kịch trà chưa? Đây là toàn lỗ ong. Đấy, chúa về cái mùa này nó mới to nhá. Đẻ nhiều. Rồi rồi, đây đây, ong chúa đây. Đấy. Chạy đồ. Đấy. Rồi, mãi đấy kìa. Mẹ dài như chúa ông ý. Đây đây nguyên, đây nguyên. Này là tháng 11 năm ngoái là... Giờ ông chúa rồi mình nhá. Anh ngách cái tay mèo kia xem cái nhìn nhộng đẹp rồi. Có trứng ông được chưa? Không. Phấn rồi. Chưa có. Giờ là ăn xây lỗ ong được đây nhưng mà vẫn chưa đẻ. Thủ quân tốt, ong này là ong no. Này phải mũ chứ không mũ không làm được. Nó mạnh ong nó giữ. Không phải lạnh đâu, lắm ong già. Như ong mình ít kiểm tra nó giữ ong. Đẻ rồi, đang đẻ dứa rồi. Ngày hôm nay nữa là nó vén mật lên rồi. Vén mật lên là vừa. Bác cũng phải cho ăn tốt. Đàn này có khả năng là chia 3-4 đợt. Không thể hết được. Chúng ta chú ý đấy là trong thời gian nuôi ấu trùng ấy là phải, thứ nhất là phải giữ quân đông. Thứ hai là phải cho ăn tốt. Quần đông mà cho ăn tốt là không sợ nhé. Đừng ỉ lại vào thiên nhiên. Thiên nhiên không nhanh được đâu. Cứ nhiều đường là ra. Đây. Hòm này là hòm mà. Thứ 4 này. Đều ong 2 lên 3. Cái lần trước em lên thì nó chưa cơi ấy đây, chưa cơi bộ mật thì giờ nó bắt đầu nó mới kéo lên này, kéo lên mật tít nắp nó mới đẻ này này. Con này khả năng ông chú già nó mới kéo không kịp, còn con ông chú tơ thì nó kéo bây giờ kịp.
dùng sáng quắt. Anh lật lên đây, đây này. Đây không ấy. Không. Cái mật mà nó cứ sùi 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 bọt lên cơ. Đây này. Đây này. Mật sùi bọt lên đây này là chưa đủ lượng mật để nó chế biến nhé, đâm ra nó mới sùi sùi này này. Nó còn quạt nữa. Phải cho ăn liên tục. Nhất là mấy kênh mật trên rừng đấy, cứ khoe mật, nhưng mà mật cắt ra chỉ được khoảng đây, con này ông chúa già hai con nhá, hai con này, hai con tức là nó tự thay chúa, khả năng con này là con già, hai con đều đẻ. Ừ. Đấy hai ông chúa đấy. Hai con trên một đàn đấy. Con này con già, con này là con trẻ. Mùa này kệ nó thoải mái. Mùa này nó không chia đàn, nó không có nguồn thì không sợ. Thôi video cũng dài rồi, xây cầu chủ công. Thì chúng ta đầu tiên cứ phải giữ ong đông. Đấy. Giữ ong đông, điều khiển đàn ong tốt. Quân đông mà cho ăn tốt thì kiểu gì đàn ong cũng lên. Ủng hộ kênh các bạn, nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, bye bye.